mua 50-70 gì đó qua đây về ăn gì coi thì rất là tuyệt vời nha. Rồi cảm ơn chị Nhã nha. Cảm ơn mọi người. Tôi nha. Tôi là cô Nam lại cho em Vũ Phương có cơ hội được hôm nay có bánh gì mà để ra rất là vui. Cảm ơn mọi người đã dành nhiều thời gian và tình cảm tới với ủng hộ cho đoàn Nam hôm nay. Rồi nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Mọi người cho xem, mọi người nhớ like và subscribe các kênh YouTube để giúp cho những anh YouTube có động lực để là quay nhiều clip về logo hay là quay nhiều clip về không làm MTV để mà phục vụ rồi cho mọi người. Thì bây giờ thì đoàn là Loco Việt Nam là Nguyễn Lý, là anh Nhạc, cái Nhã và Minh Tiến với Thu Phương gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người nha. Tham đường đi và đây là cái vùng mà tiểu thư ở đây xin được dành tặng cho tất cả mọi người đã đến đây ủng hộ cho Đầm Thiên Que. Dạ cũng không nào. Con trai của đúng có bệnh chú lại rau rồi. Đưa anh có tiền đi. Rồi còn ai nữa mà nè em ơi thì rồi còn ai được cái gì nào chúng thử có số 6 cho quý vị nha. Cho nó đi này. Thế. Rồi xin mời chị Cát Tươi ạ. Dạ. Con số 6. Có 1 29, có 2 38, có 3 45, có 4. Đây, 4 chính là đúng cái hiệu của một loại số 6, có 1, có 2, có 3, 45 và có 4. Số 6, 29, 38, 45 có đủ ạ. Đúng lệ. Rồi, con số 6 có 1, 29, có 2, 38, có 3, 45, có 4. Số 6, 29, 38, 45. Số 6, 29, 38, 45. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 thì nhân 5 nhưng mà chỉ có 1 con gấu bông thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quay lòng tàu, nhiều số lớn nhất xin nhận về cho mình còn gấu bông. Dạ. Chỉ có 1 con duy nhất, thành ra chỉ có 1 người được phần thưởng này thôi tất cả quý vị. Dạ, như hồi nãy Phương đã nói là ha, chỉ có 1 con gấu thôi thì giờ mình sẽ bóc thanh này nha. Dạ, ai lớn sẽ lấy qua và con gấu ạ. Vâng ạ. Và đây là dòng lời khuyến mãi ạ. Rồi, nhanh tay lên dòng phục ạ. Rồi mỗi người 1 con banh, 1 con cờ và chúng ta sẽ bắt đầu kiểm số. Số lớn nhất sẽ nhận về cho mình 1 con gấu Teddy Simba khổng lồ. Rồi. Rồi con. Đó. Rồi chị cha luôn rồi Thi. Rồi đây rồi 44 của con trai. Vâng ạ, đây là 20. Cảm ơn cô. 35 rồi con đi về đi nha. Dạ số 5 ạ. 11 về luôn ha. Dạ 21 ạ. Rồi. Là... Rồi, ra đây con. Con trai này con sẽ là người đọc dạy con gấu bông trong buổi tối ngày hôm nay. Còn quý vị ơi, chúng ta sẽ bắt đầu đến với vòng loại rút thăm trúng thưởng từ thùng màu trắng. Thùng màu trắng này quý vị bỏ phiếu vào trong thùng nha quý vị nha. Bỏ phần phiếu bỏ vào thùng chứ không bỏ phần phiếu khách hàng giữ. Tại vì sao? Quý vị sẽ để lại để chúng em đối soát để kiểm tra đầy đủ thú vị. Và tôi sẽ được nhắc lại, chúng ta đi tham quan và ủng hộ tất cả các gian hàng tiểu thương ở đây. Chúng ta mua 50.000 hoặc trên 50.000, chúng ta sẽ được một cái phiếu và trong đó có 2 phần, 1 phần chúng ta phải bỏ vào đây, 1 phần chúng ta phải giữ lại. Và bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm và bốc khi nào có người đoạt giải thì thôi, giải thưởng lên 1.000.000 đồng. Vâng ạ, và bây giờ cô mời con khoan con quậy lên nha. Bóp ạ, bóp 1 là quậy lên, con quậy lên. Rồi, bóp ra. Hôm nay bóp khi nào có người đọc giải gì thôi, 1.000.000 đồng, 500.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng tiền. 47. Dạ, có 1. 59. Có 2. 32. Có 3. Và 26. Có 4. Và của chương trình thứ 4 dòng loại 356 đúng loại 47, 59, 32 và 26. Đầy đủ. Cảm ơn anh nha. Vâng, và tặng cho mọi người được một cái phiếu mua hàng 50.000. Dạ. Và 1 phong bì trị giá là bao nhiêu em? Bao nhiêu đây? 650.000 đồng ạ. 650.000 đồng dành tặng cho tất cả những vị chủ nhân trong buổi tối hôm nay. 4 vị chủ nhân như là đúng không em? Chào cảm ơn mọi người nha. Và bây giờ dòng loại này là dòng loại cuối cùng chà. Cùng mời quý khách nhà tham gia tham dự với dòng loại này cũng là 30.000 đồng ạ. 30.000 đồng một lá vé đôi. Lá vé đôi có cơ hội nhân đôi. Thưa quý vị ơi, anh tặng cho anh nè. Rồi để chuẩn bị tặng cho một con gấu nha. Tụi em đang vô lấy gấu à, lấy một con gấu ra tặng 30.000 đồng trên loại cuối cùng, mua một tặng một quý vị ơi. Còn loại lá té màu vàng thưa quý vị và có ký hiệu là 315 314. Và bây giờ chúng ta có lá giấy trên tay và kiểm tra lá giấy tôi lưu số màu không rõ, đem thẳng lại để cho chị em phụ sửa cho đổi lại. Và sau dòng lợi này chúng em sẽ đổi qua 5 giấy cũ đổi thành một giấy mới. Chúng ta càng nhiều giấy thì càng nhiều cơ hội để trúng thưởng à. Dạ đúng thưa tất cả quý vị. Rồi đã là vòng loại chó, vòng loại cuối cùng. Ai chưa có quà thì mình nên đầu tư cho mình thêm một lá vé. Đặc biệt ở vòng loại này lá vé đôi nữa, mua một vé cơ hội nhân đôi. Mua vé muốn lấy ra chờ là vé cho châu đi nè. Rồi cái 50, cái 5 nè nè nè. Nó giàu quá trời nè. Chưa cái tới cái gì cái này cái kia đưa người đã chồng nó đây. Chị đây xuống chị không thấy chị làm hay vậy. Chị đây số làm bói làm chồng gì rồi, con số gì đây, số bói làm chồng rồi. Rồi có vé có chưa quý vị ơi? Rồi vé cho anh trai này luôn nè. Bé Nam ơi, quay đằng sau luôn em ơi. Rồi giữ cái tay lại để cho em thấy cái tay của quý vị này, chúng em cùng dụ liền tay đúng vị. Chúng ta kỳ số đúng không? Số gì đây, con số gì đây? Lệ nhòa tắm của tình yêu, lệ nhòa trốn thân mê đầy. Người yêu giờ dạt tôi lắm, đánh mất thương yêu. Em khóc cho ai đêm này, ai khóc cho em ngày mai. Con số 2, con số 2, con số 2. Số 2 có ai gạch vô, số 2. Con số 2, con số 2 ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây. Chúng ta có 38 có mấy gì ra, mấy gì ra mấy thì chỉ có cái gì đây. Ước gì mình nó không được tha mưa đây, mấy gì đây mấy gì đây. Dịu dàng sao mà sao em thấy vô chung dù mãi về chung dù đưa đến xa hai ngày để cho. Con 13 lúc thì ra xuống thì ra làm về nàng nhớ ta trăng ta về ta nhớ là nàng đang hôn nàng cười còn 50 còn 50 còn 50 còn 50 còn 50 sống thì để ăn nó sẽ có số đẹp xinh con 19 con 19 con 19 con 19 con 19 buổi tiết là ta la cờ mình xin lỗi trên đường xe. Con thiếu gì em? Thiếu thiếu gì? Ở đây kêu tên cái thì nó đi kêu taxi rồi nó đòi lên. Thấy rồi. Xe. Rồi thiếu gì em? 18 con, 19 con, 19 con. Anh nghe này chị, thiếu thì kêu số thì quay ra đây, quay ra hướng dẫn, quay trước đó, kéo nhú lên mình ra hết. Rồi. Số thì đây, số thì đây con thở con đây cờ thì đây. Người đàn bà có cái cà lên Sikola, người đàn bà có cái cà lên Sikola, người đàn bà có cái cà lên Sipari, người đàn bà có cái cà lên Sikola. 53 gặp đặt vô chọn vô đặt vô. 53 cái 53 cái thì đây người thì đây anh cái ngày con 17 con số gì đây, số gì ra số gì con số gì đây. Tìm một không có trái điều cùng lần chiếc tướng quân tìm lại cái một cùng là bước đầu đường rất nhẹ sương ca. Cột 13 là 43 cột 13 số gì đây con chị đây hai chị đây cùng đến chúng mình vẫn qua một giấc mơ cùng chúng mình thoát giấc mơ. Vì mình hãy đừng mà dành hơn. Để ta đến đâu chứ mà bỏ hạt thăm con. Để mình xây nhà bên không xuống ở. Để mình chung mình sống với đôi bên nhau. Để tay nắng vàng nhớ nhanh đi bóng trời. Để chẳng có những cái đôi chân thật hết. Hai người kiếp là hạt thăm thờ hơn. Thế là chúng ta khoan người thiết kế chắc tình trạng kinh sự. Một phần có lát nhé, mình trở lại nha.